Chuyện quả bầu. Ngày xưa có hai vợ chồng đi rừng, bắt được một con dúi. Dúi lại van xin tha, hứa sẽ nói một điều bí mật. Hai vợ chồng thương tình tha cho. Dúi báo sắp có mưa to gió lớn, làm ngập lụt khắp nơi. Nó khuyên họ lấy khúc gỗ to khoét rỗng, chuẩn bị thức ăn đủ 7 ngày 7 đêm, rồi chui vào đó bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong. Hết hạn 7 ngày, hãy chui ra. Hai vợ chồng làm theo. Họ còn khuyên bà con trong bản cùng làm, nhưng chẳng ai tin. Hai người vừa chuẩn bị xong thì sấm chớp đùng đùng, mây đen ùn ùn kéo đến. Mưa to, gió lớn, nước ngập mênh mông, muôn loài đều chết chìm trong biển nước. Nhờ sống trong khúc gỗ nổi như thuyền, hai vợ chồng thoát nạn. Sau 7 ngày, họ chui ra. Cỏ cây vàng úa, mặt đất vắng tanh không một bóng người. Ít lâu sau, người vợ sinh ra một quả bầu. Thấy chồng buồn, chị đem bầu cất lên gian bếp. Một lần, hai vợ chồng đi làm nương về, nghe thấy tiếng cười đùa trong bếp. Lấy làm lạ, họ lấy quả bầu xuống, áp tai nghe thì thấy có tiếng lao xao. Người vợ lấy que đốt thành cái dùi, rồi nhẹ nhàng dùi quả bầu. Lạ thay, từ trong quả bầu, những con người bé nhỏ nhảy ra. Người khôn muốn nhanh nhẩu ra trước, dính than nên hơi đen. Tiếp đến, người Thái, người Mường, người Giao, người Hơ Mông, người Ê Đê, người Ba Na, người Kinh lần lượt ra theo. Đó là tổ tiên của các dân tộc anh em trên đất nước ta ngày nay. Theo truyện cổ Khơ Mú,